Ê, đâu không hay đâu rồi. Đâu rồi. Mau ra. Đi lâu trốn đấy sao ấy? Đây. Trốn. Có rồi. Đây. Nó cắt. Mau ra, không móc được, Bới không căng ra. Rúi, con này còn rúi. Ấy là ngon. Chết rồi mà giờ được nữa thì thôi. Ngon rồi công ơi. Đúng rồi. Hả? Rồi ạ, thế lại được thêm một con nữa. Ngày này là muỗi quá. Đi đây. Mới hết chỗ này lên. Hay là thối. Đây chỗ này lắm đường thối lắm nhỉ. Thối anh nhím biết đấy. Thấy bảo trên này làm nhím đấy. Không thấy rồi. Anh nhím hết nhỉ. Khả năng con nhím con rúi gì vậy? Như anh ấy động mạnh không? Động mạnh. Đến khả năng. Tìm kỹ nào. Ở đây là thú hai. Nó chạy nhanh khi nó để đi luôn đấy. Thôi kìa. Sao? Đi đi đây. Anh chơi. Nó chạy vào đây rồi. Đâu? Lại trong đấy. Ôi. Có hang rồi. Giúp em hang rồi. Nhìn thấy gì không? Trượt. Phản hết những cái cây này đi đi câu ơi. Làm cái hang hầm mố tí nhở? Làm tí sau này. Đây nhìn thấy con gì không này? Nhìn thấy con gì không rõ không? Anh nhìn thấy con gì không? Đúng rõ. Biết đâu muối á? Đâu lại làm được con muối nữa? Màu gì? Nó thấy màu gì? Nhìn thấy màu không? Hay được hay không là con chuột. Chuột là chuột thế nào? To là chuột cống. Mày cái túi đồ đâu rồi? Nó to lắm. Để chỗ này em. Hàng sâu lắm. Kinh thật, sâu thôi đấy. Đau đi. Sâu lắm. Nó chui tiếp dưới này. Sâu quá không dưới à. Đau. Ui, sâu quá. Hàng sâu quá mọi người ạ. Khả năng là chuột cống rồi. Chuột cống ở đây hả? Nhìn không? Đào như này sao ấy? Đây khả năng là sẽ là rúi và cày gì đấy thôi.
cái cày ấy. Hay đây cày, đây bạc má. Đấy, đấy mười cái loại. Mười cái loại đấy. Nói chung là nhiều lắm. Ở trong rừng người ta đồn là rất nhiều đồ. Rộng rạc ngay cơ mà. Trên kia tiếng thế mất hai con, thế sót ơi là sót. Mình sầu đấy, sầu thật đấy. Đào 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 xung quanh nhau ơi. Đừng có ngay cái chạy ra đấy. Ở kia hai ngay cái sao á. Ôi kìa. Ngay ngay đi à, cắm xuống cũng có, cắm lên cũng có ấy. Cắm xuống là dưới này có đấy. Đào 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 đi, đào đi, đào đi. Đi nhờ. Hàng nó sâu á. Hàng sâu thật đấy. Quá sâu luôn. Đào đất. Hàng này quá nhiều đất. Sâu hắm vào trong rồi. Mình cắm trượt vô đằng kia. Cẩn thận đấy, anh cẩn thận xiên vào người nó đấy. Hàng sâu mà. Hàng sâu lắm. Anh không biết là con gì ạ. Lớn ngớ không ạ, nhìn thấy con chuột mệt ông lắm. Thật đấy, đào ra con chuột thì cây hương đi sao? À, cây hương ngon. Đây trồn, con trồn thì sao? Ôi, mẹ béo, đúng không? Đúng. Quy ngài này, không sột, không sột đất. Nhưng mà nó là cái sao nó đào sâu. Đấy, thế này. Tôi làm đào đào cửa hang này. Cái gãy cửa hang. Đây là cắm. À, đâu rồi. Móc 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 ngon 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 chết rồi mà giờ được nữa thì thôi 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 béo luôn ngon đây ai chà chà ai chà ngon 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 rồi ngon rồi công ơi không đây làm gì đây tôi mới ngon ngon tôi mới đây tôi mới đó đây cái đó nó cắn đó cái nó cắn con này nó cắn ở cái kia đó à nó cắn đây rồi cắn đây con này nó cắn thì đứt tay luôn đấy tóm đâu Tóm đâu con này khỏe lắm. Ôi giời như con chuột như con chó ấy. Ôi giời ơi. Đây à. Rất móng nó cũng sắc đây ạ. Ôi. Con nước. Ôi giời. Con chó. Ôi giời. Lộc rồi. Lộc kinh không? Mày đấy. Mày hàng này là không bỏ. Mày hàng này là không bỏ. Có. Ôi giời. Ui, hàng này không có rắn gì à? Cất đi anh, cất đi. Ui, buộc dây đã đây rồi. Đây. Còn một con nữa. Đây này, Đây này. Cái con kia mà không có rắn vào là bốn con rúi này thì ngon. Bốn con rúi thì quá xịn sò luôn này. Hàng kia chết mất một hai con. Ai à? Lục cắn đấy. Cắn đấy. Cắn ghê lắm. Đưa cái gì không? Đây. Đào rộng ra. Có viên đá đấy. Nhá. Con này đớp bị đứng hò. Ấy, nó cắn. Cẩn thận anh. Ấy. Ấy. Cắn mốc. Ngon. Ái chà. À. Ai. Đây cắn đi. Ui nó thẻ. Kinh nhờ. Ui. Đào ơi, bắt đi. Ui. Ai, cẩn thận. Cẩn thận chưa ra. Cẩn thận nó chạy mất. Cẩn thận chưa ra. Giữ nghe, cẩn thận. Chết con. Cái. Đây. Ai nó cắn này. Ngon rồi. Đưa. Ngon. 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 Ngon
Ngon. Hai con kia mà, hai con kia mà không chết nữa thì. Con này con cái không ạ? Một đực một cái, bọn hay đi cùng nhau. Cắn lên, cắn lên. Nó đạp. Ui. Mọi người này. Chân móng chân nó sắc kia đào kinh không? Con này đào hang quá sâu luôn. Giờ răng nó như này cơ mà. Răng này chắc hết rồi. Cắn hết tuyệt rồi. Loại này nó phải cắn đổ cây đấy. Thế ở đây vẫn còn đấy. Kinh không? Hơi nhiều. Đấy. Thế là hôm nay chúng em đi bắt được 4-5 con rắn với lại 4 con rúi nhưng mà bị cho vào túi anh hai con bị cắn mất chết rồi mọi người ạ. Đi cho vào túi. Tiếc quá. Hôm nay chết mất hai con không có thì hôm nay được 4 con rúi mọi người ạ. Thì ngon. Ngon. Cho vào túi. Thôi mọi người ạ. Anh em xin kết thúc video ở đây mọi người ạ. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ cho anh em trong team Trạng Vlog cũng như Hà Hưng và team Đoàn Dương. Một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em có thêm động lực để làm nhiều video hơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Chào mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ. Thế là hôm nay có lộc rồi. Hôm nay có lộc rồi. Tìm đi.